Dạ hello Thích Nuôi TV, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Canh canh lựa mấy con trống đẹp quay cho mấy bạn xem cách mà phân biệt chim cu trống à. Đó, thường là mình xem ở dưới cái đuôi các bạn, nó đuôi thường nó có mỗi một bên, con trống là mỗi một bên là nó 8 à, mỗi một bên là 4 cộng, hai bên là 8 cộng à. Nè, như con này nó mấy bạn mà ấy mà chụp lại màn hình là mình điểm ha, nó từ trên xuống dưới nó có 3 cộng là nó đậm ha, còn cái cuối cái cộng cuối là nó hơi trắng ấy thôi ha. Đó. Con này là con trống các bạn. Nó xè ra rồi các bạn dòm biết liền nè. Đó. Con này là con trống nè. Đó. To lắm. Nói chung là trong cái lồng này của mình trống nhiều lắm bạn. Đây hôm qua mình có cái video mình chia sẻ mình nói nhiều khi nó xuống nó ăn các bạn, không quay được. Thứ hai là có một số con nó rụng á, nó rụng bớt, chẳng hạn như một con mà nó như bốn lọ bốn cộng vậy đi đó. Thì nó còn một bên ba một bên bốn là con đó nó còn trống bạn, tại nó rụng bớt cộng đó. Thường thì đa số là nó cứ nó ra là nó bốn à, mỗi bên bốn chứ không có khi nào mà ra một bên bốn một bên ba trên, là nguyên nhân đó nó rụng hoặc là nó đánh lộn á, hoặc là không ấy là nó thay lông à ha. Đó. Nè, nó dưới cái ba cộng trên các bạn thấy, còn cái cộng mà nó chỉ có tí thôi, nó lú là nó cũng trắng bạn rồi, nó cái màu nó hơi lợt hơn chút. Đó. Con nào cũng vậy các bạn, nó chỉ trắng hơn rồi cái bắt đầu nó cái cộng cuối cùng là nó lợt ha, nó không có trắng. Cú trống nhiều lắm bạn. Đó con trống rồi đó. Đây con trống nè. Như hôm qua quay chia sẻ cho các bạn nói thôi. Còn mà chẳng hạn như con nào mà mỗi một bên 3 thì hai bên là nó 6 cộng, thì đó con là con mái ha, chẳng hạn như nó rụng bớt một cộng đi. Nó rụng bớt một cộng thì một bên 3 một bên 2 à, còn máy ha. Đó. Đó, nhiều khi mình quan sát nhanh vậy nè. Đó. Thì đỡ mình đi ra lại nhà bạn nào đó chim thuần đó bạn, nó có những con mà nó thay lông á, cái mình thay lông xong rồi cái mình câu nó dễ hơn. Cái nhiều khi lại tìm chim thì nhiều khi mà chim giật á, cũng có số nó chủ tiệm thì người ta cắt quạt cắt lông đuôi ha, rồi mình không có ấy được. Thì nói chung mình chỉ cho những bạn những rơi vào trường hợp nào thì mình lấy trường hợp đó ha. Đây nè, đây nè. Trên góc đó có một con nữa đó bạn. Nè, đuôi nè. Cũng 4 cộng, mỗi bên 8 cộng, mỗi bên 4 cộng, hai bên 8 cộng. Nói chung là cách này là quan sát nha. Mình kiểm tra nó nhanh nhất bạn. Còn mà để mà mình sờ vào giống như mà mình mấy người mà người ta bán gà vịt rồi đó thì nó hơi khó. Mình cái cách về là mình nhanh nhất đó, mình nhìn vô, còn mình nhìn tướng con có con nó bự mà đó, có những con trống thì nó nhỏ, có những con trống nó bự con, mà đa số là dạng như 70% là nó lớn con rồi. Thì mình chỉ cho các bạn để mấy bạn mình gặp mình đi đâu á, mình cũng dễ cách mà để mà nhận biết ha. Chứ chim thì cu thì nó cũng giống như mấy dòng chim trồng màu rồi, mấy cũng khó phân biệt không ạ. Con cô gái thì còn cách mình nhìn lông ha, con đuôi đó ở phần dưới đó. Còn này trống này lông đuôi nó đẹp nè bạn, nó có 4 cộng nha bạn, có một cái cộng cuối cùng là nó nằm gần, nó không có giống như trên đó. Tại vì mình quay á
có một mình á, mình không có bắt được bạn, không có mình à, bắt mình không có xè cái đuôi cho nó, cho các bạn thấy được. Con này là con trống mà nó dạng như đột biến từ chim cua thái bông các bạn. Nó đột biến từ chim cua thái bông này nè. Đột biến từ chim cua thái bông này ra nè. Đây có con cua thái bông con nè, mới chắc cũng được hơn tháng, tháng nè. Cái gì hôm nay nó bị mổ quá trời. Cũng có cái trường hợp là năm nó năm cộng các bạn, mà cái trường hợp đó hiếm lắm, đa số là bốn, mà mỗi bên bốn cộng, hai bên tám cộng rồi. Vậy thôi ha các bạn, đó, quay cho các bạn ấy để nhiều khi cái video hôm qua mình rình mình ấy mà nó xuống nó ăn các bạn, rồi mình chỉ nói thôi đó, mình quay cho các bạn để nhiều khi các bạn nói mình này mình kia nữa. Trời nó tối quá bạn, mình quay ngược sáng, mình thứ hai là mình quay có mình không có bắt, mình xẹ ra cho các bạn xem được cái cọng lông cuối là nó chỉ nó không có được trắng hung các bạn, nó chỉ để mình đây có cọng lông đuôi nào mà nó thay không có, nó thay là cho mấy bạn mình xem nó kỹ hơn. Thay lông cái, nói chung là cái cọng lông cứ tiến từ ở trên sát cái ở ngoài tiến vô cái cọng lông cuối cùng là cái nó màu nó dạng như là nó màu hơi đen, nó pha chút trắng đó, đó. Thế để nhiều khi mấy bạn không biết nói cái đó là nó không phải lông, ta tính cái cọng lông đó luôn mà. Thường thường là cái bốn cộng á, nó điểm đặc điểm à, như con này xè ra bốn cộng mà trời nó chói quá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.